vị và các bạn thân mến, khi đến với thành phố Đà Lạt, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp được rất nhiều quán cà phê ở khắp nơi và mỗi quán đều mang cho mình một phong cách, một ấn tượng riêng. Tuy nhiên, trong chương trình điểm đến của bạn ngày hôm nay, Ánh Nguyệt muốn mời quý vị chúng ta cùng đến với ngoại ô thành phố. Nơi đây du khách có thể du ngoạn vào mỗi dịp cuối tuần cũng như là thưởng thức hương vị cà phê chồn, một loại cà phê thượng hạng trên thế giới. Ngày nay, trong sự tĩnh lặng của phố núi và cảnh quan như tranh của Hồ Tuyền Lâm, Pini Cà Phê hiện lên như một nét chấm phá giữa bức tranh thủy mặc, bình dị mà hài hòa. Cùng tìm về không gian lắng động của quán, khiến du khách có thể tận hưởng cùng một lúc tất cả những vẻ đẹp tinh túy của đất trời Đà Lạt. Qua đó tận mắt hưởng lãm những chiếc xe cổ vô giá được dày công tìm kiếm và hồi tụ từ khắp mọi miền tổ quốc. Đặc biệt, mỗi góc bài trí, mỗi hình ảnh, tác phẩm được trưng bày nơi đây đều đong đầy cả tâm huyết và mong ước được chia sẻ những tinh hoa của văn hóa Đà Lạt, của đất trời xưa nay và của cả nền văn minh đương đại thế giới. Tất cả dường như đã hội tụ và tạo nên một bức tranh trang trọng để quý phái, cổ điển nhưng hiện đại, lãng mạn nhưng lại nương chở chiều sâu của lối tư duy hoài niệm và đông đầy khát vọng hướng đến tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong không gian trang trọng nhưng ấm cúng, cổ kính nhưng lại rất hiện đại, Pini Coffee là một trong những điểm dừng chân của du khách nếu như lựa chọn Đà Lạt là một trong những điểm đến của mình. Còn bây giờ, để hiểu hơn về các pha chế cũng như là không gian độc đáo ở đây, em xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Lê Minh Nở, quản lý của Pini Coffee. Chào chị, rất vui vì chị đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa chị, được biết là Pini Coffee là một quán cà phê đầu tiên tại Việt Nam được mở ra với hình thức là cà phê chồn và xe cổ. Vậy thì không biết lý do tại sao mà bên mình đã có quyết định mở ra quán cà phê này ạ? Chào anh Huy, chào các bạn. Vâng, Pini Coffee do chủ tịch hội đồng quản trị của Liên Minh Group mở ra không nhằm mục đích thương mại mà là để thỏa mãn niềm đam mê với xe cổ, với mong muốn là sưu tầm những cái dòng xe cổ từ khắp mọi nơi trên thế giới về để cùng với các anh chị em, bạn bè, người thân cùng thưởng lãm dòng xe cổ và thưởng thức cà phê chồn. Thưa chị, ở Pini Coffee ngoài cái phong cách mang hơi hướng hoài cổ thì và phong cách cà phê chồn thì ở đây còn có điểm gì đặc biệt để thu hút du khách ạ? Cà phê chồn của bên chị là có rất là nhiều điều khác biệt so với những cái quán cà phê khác, đặc biệt là về cái cách pha chế. Thì hiện tại bên chị là pha không phải bằng phin mà pha bằng bình siphon được nhập khẩu từ Nhật nhằm giữ cái hương vị cà phê chồn nguyên chất. Để pha chế một ly cà phê ngon phải tuân thủ theo tam định. Ở đây là định lượng về bột cà phê, thứ hai nữa là định lượng về nhiệt và thứ ba là định lượng về nước. Trong đó định lượng về nhiệt là quan trọng nhất. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh không gian cổ kính của Pini Cà Phê xe cổ, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên với một hình thức cà phê mới hiện nay đang được các bạn trẻ rất là yêu thích, đó chính là Pini Cà Phê xe buýt. Còn bây giờ, Ánh Nguyệt mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về không gian độc đáo này nhé. Với không gian thoáng mát, trang trí đơn giản từ những vật dụng quen thuộc nhưng mang lại cho thực khách cảm giác thoải mái và thư giãn. Với Pini Bar thì bạn thích cái điều gì ở đây và cái cảm nhận của bạn khi đến đây là sao? Lần đầu tiên mình tới với Pini Bar này, cái không gian này dù rất là nhỏ nhưng mà rất là sinh động, bố trí cũng rất là đẹp. Ở đây thì là mình có thể nhìn được không gian rất là lãng mạn, mình có thể được ngắm hồ, núi, cảm giác rất là thư thái. Các loại đồ uống ở đây cũng rất là đa dạng và phong phú. Đây là một trong những mô hình mới lạ lần đầu tiên mình biết tới. Những chiếc bàn ghế bằng gỗ nhỏ xinh được bày trí khá đơn giản. Du khách có thể vừa ngồi uống trước, vừa tận hưởng khung cảnh nên thơ của Hồ Tuyền Lâm. Trong quang cảnh trầm lắng của thành phố cao nguyên, ngồi nhấm nháp những giọt đắng ở Pini Coffee Hồ Tuyền Lâm, du khách như được thả hồn mình vào khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng của thành phố.
trời ơi, thời buổi này sao mà loạn quá vậy ta. Cướp bóc, trời ơi, một cô gái đi xe SH ở ngoài đường, cướp chặt tay để lấy xe SH. Trời đất ơi, cũng may á, cũng may là người ta có sẵn đầu thùng nước đá bỏ vô cánh tay, cho nên tay nó còn cứu chứ không thôi chết rồi. Bởi vậy, đi xe SH làm cái gì để cho mà bị cướp giật như vậy? Ôi chết cha, trời đất ơi, thằng con nhà mình nó mới mua xe SH. Trời ơi, sao mà ghê quá vậy? Phải nói nó bán mới được chứ. Sao người ta nam tả nữ hủ, hủ là bên phải, giật là xui. Sao lại giật liên tiếp vậy? Mình có cảm giác như là có cái điều gì không hay xảy ra với con mình thì phải. Giật nữa nè. Trời, sao giật hoài vậy? Má ơi, má, má ơi. Trời má ơi, cái má gì vậy hả? Sao con te tua vậy? Trời ơi, má nghi đâu, đúng đó mà. Nói nghe, ngồi xuống đi. Cái gì vậy má? Trời ơi, đi giật xe SH đó phải không? Nó chặt tay con rồi phải không? Bây giờ cái tay mày nó chỗ nào mày nói đi, mày chạy vô mày lấy bình nước đá mày cứu tay con. Không có đâu.